là Ninh Xuân Trường. Hiện nay là mình đang kinh doanh thuốc chữa viêm xoang. Hôm nay là mình tham gia cái buổi chinh phục chính mình, là chinh phục điểm cực đông ở Khánh Hòa. Bây giờ là 2 giờ thì tính bây giờ thì chúng mình mới chỉ chinh phục được 1/3 chặng đường. Còn một chiều hôm nay, tính đến chiều hôm nay là khoảng 6 giờ chúng ta mới thực hiện tiếp một chặng đường tiếp theo. Và trận cuối cùng chúng ta sẽ bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng ngày mai. 3 giờ sáng ngày mai chúng tôi lại tiếp tục lên đường để làm với một cái mục đích, một trải nghiệm rất là tuyệt vời, đó là đón ánh nắng đầu tiên của Việt Nam. Đó là một cảm giác trải nghiệm rất là thú vị, mà chúng tôi muốn tự chinh phục lấy, tự vượt qua bản thân mình và đón chờ những điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là đoàn chúng ta đã vượt qua đoàn ngọn đồi đầu tiên trong cái cuộc chinh phục đỉnh Vân Phong lần này. Đây cũng là điểm cực đông điểm Vân Phong lần này ha. Đây là ngọn đồi thứ nhất, cũng là ngọn đồi đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ chinh phục ngọn đồi thứ hai, ngọn đồi thứ nhì và tiếp theo.